Từ xưa, chăm sóc sắc đẹp đã trở thành nhu cầu thiết yếu đối với phái nữ. Ngày nay, do bộn bề công việc, nhu cầu tìm kiếm một không gian yên tĩnh, vừa để thư giãn, vừa có thể chăm sóc vẻ đẹp của bản thân ngày càng trở nên quan trọng. Thấu hiểu điều đó, thẩm mỹ viện Linh Anh được ra đời. Được thiết kế trong không gian sang trọng, hiện đại nhưng hết sức gần gũi. Sự kết hợp giữa âm thanh du dương, ánh đèn dịu nhẹ cùng với sự phục vụ của đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên nhiệt tình được đào tạo bài bản sẽ giúp quý khách xua tan hết mệt mỏi, lấy lại năng lượng cho một ngày mới. Tiếng là tín đồ của các công nghệ trắng da hiện đại, an toàn, hiệu quả. Đâu là bí quyết để các sao Việt sở hữu làn da trắng mịn, tự tin tỏa sáng hiện nay? Khi nhắc đến chuyện trắng thì em cùng những chị em khác cũng cảm thấy rất là e ngại. Nhưng mà sau khi được thẩm mỹ viện quốc tế Linh Anh giới thiệu cho em dịch vụ chuyền trắng Thiên Hồng Hoa thì em đã thử. Và thực sự thì chỉ sau 3 lần chuyền trắng, em cảm thấy da mình trắng sáng hơn rất là nhiều. Không những vậy mà em cảm thấy mình ăn ngon hơn, ngủ cũng ngon hơn và cảm thấy tinh thần rất là thoải mái rồi. Trước khi sử dụng dịch vụ chuyền trắng thì mình đã tìm hiểu rất là kỹ qua rất là nhiều nơi và cuối cùng mình quyết định chọn mặt gửi vàng và mình đã sử dụng dịch vụ chuyền trắng Phiên Hồng Hoa của thẩm mỹ viện quốc tế Linh Anh và mình cảm thấy da trắng sáng này, mịn màng hơn và nội tiết tố rất là tốt. Đặc biệt là mình cảm thấy rất là yên tâm khi mà có rất nhiều sao Việt sử dụng như là Á hậu Tú Anh này, Á hậu Huyền My nữa. Kết tinh từ hồng hoa Tây Tạng, một loại dược liệu quý hiếm bậc nhất trên thế giới, chỉ mất 30 phút cho mỗi lần thực hiện, bật tông không giới hạn, trắng toàn diện da mặt và toàn thân, an toàn tiện lợi. Phiên Hồng Hoa là bí quyết hoàn mỹ của nhiều sao Việt. Sản phẩm này còn có tác dụng cân bằng và điều tiết lượng melanin trong cơ thể, các thành phần chống oxy hóa, giúp điều hòa nội tiết tố, làm chậm quá trình lão hóa, đồng thời cung cấp độ ẩm cho da, giúp da mịn mướt, khắc phục tình trạng khô da vào mùa đông. Không những các sao Việt mà các tín đồ cuồng trắng rất hài lòng về dịch vụ này. Nuôi cấy vitamin tươi và collagen chip bổ 3D thuộc top năng siêu phẩm tăng bóng da được salon nhiều nhất tại Hàn Quốc. Lời lý giải duy nhất cho cơn sốt của tuyệt phẩm này là da không còn vết sạm nám, da xanh hít gần như không có lỗ chân lông, bề mặt da bóng mịn như da trẻ thơ, da không còn dấu hiệu của lão hóa. Lời hứa hẹn về làn da bóng bẩy mướt mịn là điều được chứng minh bằng nghiên cứu, nhìn thấy được bằng mắt thường và sở hữu được bằng tiền. Dĩ nhiên, với hiệu quả như vậy thì không có chi phí nào là quá cao. Tinh chất vitamin tươi và collagen cô đặc khi được nuôi cấy sâu dưới da ngay lập tức kích thích sản sinh thế hệ collagen và elastin mới, tạo ra lớp khung nâng đỡ cho da từ bên trong, cải thiện sự săn chắc và duy trì cấu trúc collagen có sẵn trong da. Đồng thời với các hoạt chất này còn giúp làm sáng, đều màu và ức chế sản sinh melanin. Hiện nay, tắm trắng đối với phái nữ đang trở thành một nhu cầu thiết yếu. Các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu của Thẩm mỹ viện quốc tế Linh Anh hiểu rất rõ, một làn da đẹp và khỏe mạnh thì phải được cung cấp các dưỡng chất đầy đủ để bảo vệ làn da khỏi những tác động tiêu cực của môi trường như khói, mùi, tia cực tím và ngay cả những thay đổi bất lợi về nội tiết. Thẩm mỹ viện quốc tế Linh Anh với công nghệ tắm trắng collagen và phi thuyền hoàng gia Hisin 3D của Đức sẽ giúp cải thiện sắc đẹp và làn da của bạn chỉ sau một lần tắm trắng. Bế tắc vì nám suốt 12 năm, sau 6 buổi chị Phương Linh đã giảm tới 80% nám. Tôi làm suy yếu chân nám cứng đầu, chỉ sử dụng sóng laser cường độ vừa cũng có thể phá vỡ hoàn toàn chân nám. Giúp điều trị nhẹ nhàng, không bỏng rát. Cuối cùng, ánh sáng sinh học BioLife kích thích sản sinh collagen, giúp da căng bóng, sáng hồng. Khách hàng có thể trang điểm ngay sau khi trị liệu. Với những chị em phụ nữ có da bị lỗ chân lông to, nhiều dầu luôn là điều lo lắng, thiếu tự tin trong giao tiếp. Chính vì vậy, thẩm mỹ viện quốc tế Linh Anh mang đến cho các bạn công nghệ lăng kim siêu vi điểm, giúp làn da mềm mượt, láng mịn, đầy sức sống. Trải nghiệm đẳng cấp phun theo hoàn toàn khác biệt trực tiếp thực hiện bởi nghệ nhân.
phun theo top 3 Việt Nam, người đã từng phun theo cho nhiều gương mặt sao Việt đình đám, sở hữu nhiều dáng mắt, môi, mày thời thượng đang hot nhất 2017 với công nghệ phun theo 6D đến từ Hàn Quốc, đẹp ngay sau khi làm. Với các chị em phụ nữ không có thời gian để thực hiện các chế độ luyện tập khắt khe hay uống các loại thuốc giảm cân có thể gây hại đến sức khỏe, bạn vẫn có thể sở hữu một thân hình thon gọn và quyến rũ với công nghệ giảm béo liệu trình 5 mũi Kali Vivo tại Thẩm mỹ viện quốc tế Linh Anh, với phương pháp giảm béo không cần phẫu thuật và an toàn nhất hiện nay. Một làn da đẹp không chỉ trắng hồng mà còn phải mềm và láng mịn, và Biolong chính là một trong những kẻ phá đám khiến không ít chị em phụ nữ ngần ngại mặc những bộ đồ gợi cảm để lộ làn da trắng ngần trời phú của mình. Công nghệ triệt lông vĩnh viễn Dio Laser là bước nhảy vọt ngoạn mục trong ngành thẩm mỹ quốc tế, vượt qua các phương pháp sử dụng ánh sáng Y-Light trước nay, được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả cho kết quả triệt lông ưu việt. Bước vào liệu trình điều trị, quý khách hàng sẽ được đội ngũ chuyên viên laser thẩm mỹ nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, tư vấn và tiến hành điều trị. Liệu trình điều trị triệt lông đã được thử nghiệm ở châu Âu và được chứng minh đạt tiêu chuẩn quốc tế. Gel chuyên dụng được bôi đều lên vùng điều trị, dưỡng chất thẩm thấu vào cấu trúc từng sợi lông cứng đầu, khiến chúng mềm đi và dễ bị loại bỏ khi sử dụng sóng laser, đồng thời giúp điều hòa nhiệt độ bề mặt da, không gây bỏng rát, khó chịu cho quý khách hàng. Khác với công nghệ triệt lông bằng laser cũ và các công nghệ triệt lông bằng ánh sáng Y-Light, thế hệ mới của máy laser cho phép tự động điều chỉnh năng lượng tác động vào nang lông, rút ngắn tối đa thời gian điều trị, phù hợp với tình trạng da, nhẹ nhàng, không gây bỏng rát. Ánh sáng laser Dio tác động trực tiếp vào mầm nhú nang lông, phá hủy nguồn dinh dưỡng nuôi nang lông, khiến rễ của chúng bị tách ra khỏi tế bào da, triệt sạch lông từ gốc tới ngọn, tuyệt đối không tái phát. Chỉ sau một liệu trình ngắn từ 4 đến 6 lần, Biolong đã bị triệt tiêu hoàn toàn, vĩnh viễn, an toàn tuyệt đối, không gây đau rát, làn da láng mịn, khỏe mạnh, lỗ chân lông được xe khít,